Mến chào anh em ha. Nay đi quay mấy cày tiếp anh em ơi. Wow, ở đây có một con khủng long đang bò vô nè. Không biết con gì vậy ta. Ồ, hơi bị đẹp đó nha. Lỗi xinh. Đi đường nào đây anh ơi? Lỗi xinh luôn. Ở bên kia hả? Lỗi xinh. Má ơi, mấy con đường này lúc mưa các bạn. Nó xinh dữ lắm. À, coi nè. Xuống luôn anh ơi. Ồ, khủng long hai giò hai cầu nha các bạn. Con này không biết phải mấy cây Mỹ không hay là MTZ80 đây. Wow, nó nè. Ô, đẹp quá, đẹp quá. Đó, lên luôn em, đẹp quá em ơi. Đó, các bạn thấy không, khung cảnh mấy cây khủng long xứ Tây Ninh ha. Má ơi, bánh biết cầu kiết của nó nè các bạn, bị chụp bá luôn. Rồi nó đã bao phê luôn ha. Nội sinh đi vô đó. Hình ảnh các bạn đang xem là mấy cây khủng long xứ Tây Ninh, Belarus nhiều, rồi MTZ nữa đó, có khi có Fiat ngàn luôn các bạn đó. Các bạn nhớ đón xem ha. Rồi, nhà cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc các bạn khỏe nha.